Thầy chào các em, hôm nay thầy rất vui khi gặp lại các em. Hôm nay thầy sẽ sửa tiếp phần bài tập và lại giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế. Bây giờ thầy sửa câu A. Giải hệ phương trình x cộng với y nhân căn bậc 2 của 5 bằng 0, x nhân căn bậc 2 của 5 cộng với 3y bằng 1 trừ căn bậc 2 của 5. Phương trình thứ nhất thì gọi là phương trình 1, phương trình thứ hai thì gọi là phương trình 2. Từ phương trình thứ nhất, thầy sẽ biểu diễn x qua y. Phương trình 1 tương đương với x sẽ bằng trừ y nhân căn bậc 2 của 5. Thầy gọi đây là phương trình thứ ba. Thầy thế phương trình thứ ba này vào cái phương trình thứ hai. Như vậy là thế x vào cái vị trí đầu tiên. Ta được. X chúng ta viết lại là trừ y nhân căn bậc 2 của 5 nhân tiếp căn bậc 2 của 5 cộng 3y bằng 1 trừ căn bậc 2 của 5 tương đương với, ở đây là căn bậc 2 của 5 nhân căn bậc 2 của 5 thì bằng 5 trừ 5y cộng với 3y. Bằng 1 trừ căn bậc 2 của 5. Tương đương với âm 2y bằng 1 trừ căn bậc 2 của 5. Chúng ta chia 2 về cho âm 2. Tương đương với y bằng chia cho số âm căn bậc 2 của 5 trừ 1 chia 2. Thầy gọi đây là cái phương trình thứ tư. Thầy thay phương trình thứ tư vào phương trình thứ ba. Thì ta sẽ được x sẽ bằng trừ y, tức là trừ của căn bậc 2 của 5 trừ 1 chia cho 2 nhân với căn bậc 2 của 5. Kết quả bằng âm 1 trừ có dấu trừ là dương 1 nhân căn bậc 2 của 5 là căn bậc 2 của 5 trừ cho 5 chia cho 2. Như vậy thì chúng ta có x sẽ bằng 5 trừ căn bậc 2 của 5 chia 2 và y bằng căn bậc 2 của 5 trừ 1 chia 2. Vậy chúng ta viết đáp số. Cặp số xy bằng căn bậc 2 của 5 trừ 5 chia cho 2. Căn bậc 2 của 5 trừ 1 chia 2. Chúng ta kết thúc lời giải. Bây giờ chúng ta sang câu B. 2 trừ căn bậc 2 của 3 thừa số chữ x trừ cho 3y bằng 2 cộng với 5 nhân căn bậc 2 của 3. Phương trình thứ hai là 4x cộng với y sẽ bằng 4 trừ cho 2 nhân căn bậc 2 của 3.
thì gọi phương trình thứ nhất là 1, phương trình thứ hai là 2. Bây giờ thầy sẽ rút y ở phương trình thứ hai, rồi sau đó thầy thế vào phương trình thứ nhất. Từ 2 ta có y sẽ bằng 4 trừ 2 căn bậc 2 của 3 trừ 4x. Thầy gọi đây là phương trình thứ 3. Thầy thế 3 vào 1, tức là thế vào vị trí này các em này. Viết lại, 2 trừ căn bậc 2 của 3 nhân với x trừ 3y. 3y tức là 3 nhân với 4 trừ 2 căn bậc 2 của 3 trừ cho 4x bằng 2 cộng với 5 căn bậc 2 của 3. Hàng tử thứ nhất các em để x lại, để các em nhóm với x sau khi thực hiện phép nhân âm 3 với các hàng tử ở trong hoặc đơn này, tương đương với 2 trừ căn bậc 2 của 3 nhân với x trừ 12 cộng 6 nhân căn bậc 2 của 3 cộng với 12x bằng 2 cộng với 5 nhân căn bậc 2 của 3. Bây giờ mình nhóm x lại với nhau, ta sẽ được 2 trừ căn bậc 2 của 3x mà cộng với 12x thì chúng ta đặt x làm nhân tử chung thì chúng ta được 2 trừ căn bậc 2 của 3 cộng với 12, tức là được 14 trừ căn bậc 2 của 3 nhân với x. Như vậy kết quả là về phải sẽ bằng 14 trừ căn bậc 2 của 3. Chúng ta chia cho 14 trừ căn bậc 2 của 3 thì ta được tương đương với x sẽ bằng 14 trừ căn bậc 2 của 3 chia cho 14 trừ căn bậc 2 của 3 bằng 1. Thầy gọi đây là phương trình thứ tư. Bây giờ thầy thay 4 vào 3 thì ta được 4y sẽ bằng 4 trừ 2 nhân căn bậc 2 của 3 trừ cho 4 nhân 1. Kết quả bằng âm 2 căn bậc 2 của 3. Vậy chúng ta được x bằng 1 và y bằng âm 2 căn bậc 2 của 3. Đáp số cặp số xy là nghiệm 1 âm 2 căn bậc 2 của 3. Chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy thì bài tập 14 chúng ta cùng giải bằng phương pháp thế, nhưng mà ở phương trình này có một điều đặc biệt, đó là các hệ số của x và y là những số vô tỉ. Do đó khi biến đổi những phương trình này thì các em cần lưu ý, đó là chúng ta biến đổi thật chính xác. Thứ hai nữa là nó lại xuất hiện một nhóm các hàng tử của x cộng với một nhóm các hàng tử của y thì chúng ta đặt xy làm nhân tử chung, chứ chúng ta không nhân giải ra rồi gom lại. Đây là điều các em cần chú ý. Cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Thầy chúc các em luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.